Đây là hồ cá điêu hồng. Mình nuôi đến nay là được hơn 1 tháng. Nay mình quay cho các bạn xem nha. Tiện thể mình chia sẻ cho các bạn cái cách nuôi cá điêu hồng mình như nào, những cái điều đều cần chú ý cho các bạn tham khảo nhé. Cá mật độ nuôi là tương đối dày. Mình đang quay cái tầm trưa, mình chưa cho ăn. Đã đi đến đâu nó cứ đi theo đấy, nhìn rất là đẹp. Thì cái tính chất của cái con cá điêu hồng nó là lai giữa cá rô phi và cá chép, thành ra là cái tập tính sống của nó cũng tương đối giống với lại cái con cá rô phi, tức là ăn nổi, thường hay ngớp trên mặt, nhưng mà sống ở tầng giữa nước, giữa của hồ, tầng 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 nước giữa đấy. Khi mà nó đào thải cái phân ra thì phân của nó cũng dài thành một cái dây giống như là y hệt như của cá rô phi nhé các bạn, và nổi trên mặt nước đấy. Bởi vậy cho nên là khi mà nó nổi trên nước mà gặp gió hoặc là gặp cái mặt nước nó động hoặc là cá bơi lội là cái phân nó sẽ tan ra hết. Khi mà tan ra mà gặp nắng to thì nó sẽ nhanh dễ thành 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 tảo xanh. Các bạn thấy là cái nước tương đối là xanh. Con cá này, con đá cá điêu hồng thì nó cái độ sức chịu đựng, cái sức khỏe của nó cũng tương đối tốt nha các bạn. Nước cứ phải xanh xanh như này nó mới đẹp, nhưng mà trong quá cũng không tốt. Cái lúc mới nuôi nhiều người ta phải tạo tạo tảo trước bắt đầu mới thả nha các bạn. Thành ra là mình cứ để cái nước nó hơi xanh xanh tí càng cá càng đẹp nha các bạn. Ở đáy hồ thì rất là ít những cái phân cặn, thường là bị đánh tan trong trong nước hết. À, cứ 5 hoặc 7 ngày mình thay 100% nước thì đảm bảo là đáy hồ lúc nào cũng sạch láng như vậy. Thay thì cái cách thay nước như nào tôi đã hướng dẫn ở cái video trước rồi, các bạn nhớ vào để tham khảo nhé. Cá không bao giờ bị sốc cặn, sốc oxy, sốc pH. Còn cũng nói lại cho các bạn là cái này tôi đã nói trước rồi, nói lại cho các bạn là cái mực nước để nuôi cá điêu hồng trong bể lô bể bể xi măng và bể lót bạt, cái mực nước tối thiểu của nó phải được khoảng độ 70 cm, tức là 7 tấc đấy, thì mới đủ cái đảm bảo được cái môi trường nước để nó nhanh lớn, nó lớn được. Mình nuôi thấp quá thì nó chỉ mình chỉ giữ được con cá nó không chết thôi, nhưng mà cái độ lớn, độ phát triển của cá là rất rất chậm. Mặc dù mình cho ăn cám khá là tốt, nhưng mà phát triển rất chậm. Nếu mà nuôi ở cái mực nước nó thấp quá, độ 3 4 10 phần nước thì quá thấp theo các bạn. Mình nên để ở cái mức nước khoảng độ 6 đến 70 phần nước. Thì các bạn đã, nữa là tức là vì cái nước hồ mà nuôi cá điêu hồng nó dễ lên tảo, thì tôi khuyên các bạn là nên thả bèo vào nhé, thả bèo tây như tôi thả là cũng tương đối là nhiều. Đấy. Thả bèo tây để làm gì? Để vì cái bèo tây là nó sẽ hút những cái phân cá để nó nuôi dưỡng cái bèo nhé, nó làm sạch nước rất tốt. Các bạn nếu có bèo cái thì đẹp, bèo cái là vì rễ nó dài,
nhất là cái bài bèo 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 Nhật đấy, dễ dài, nó hút rất là tốt. Nhưng mà cũng không nên là thả nhiều quá, thả nhiều bèo quá. Thả nhiều bèo quá thì nó kiểu như là nó với con cá nó giống ở cái môi trường tự nhiên quá. Đến lúc là mình cho ăn là nó hơi nó kiểu nó làm biếng. Mình nên là nuôi ít thôi. Bèo là nó vừa làm mát mặt hồ cái lúc trời nắng. Đấy, trại của tôi là toàn bộ 100% là tôi phủ căng căng lưới lan bên trên hết để nó giảm cái độ nắng. Để nắng quá không tốt. Thực tế mình để không căng cũng được nhưng mà mình lên căng để cho nó giảm lên khoảng độ 20-30% ánh nắng thì con cá nó sẽ dễ chịu hơn vì mình nuôi ở cái diện tích hẹp với số lượng đông. Số lượng dày thì mình nên căng bạt căng lưới lan để nó giảm cái ánh nắng nha các bạn. Và một cái nữa là con cá rùa hồng bắt buộc chúng ta phải cho nó ăn từ 3 đến 4 bữa một ngày. 3 đến 4 lần một ngày. Tôi như tôi đang cho ăn là 3 lần một ngày, sáng, trưa, tối. Buổi trưa nên cho ăn khá khá một xíu là vì con cá này, cá rùa hồng này là buổi trưa nó ăn rất nhiều. Buổi sáng với buổi chiều là ăn nó ăn là lắm, ăn ít lắm. Buổi trưa có ánh nắng là ăn rất rất là mạnh các bạn. Đấy, tôi nuôi bèo cũng nói chung là cũng một góc ao ấy, khoảng độ một phần năm mặt ao. Đấy, khi mà ánh nắng nắng quá là nó có cái chỗ trú ẩn, mặt khác nó cũng lọc nước rất tốt. Tại vì con cá rùa hồng mình không thể thay nước liên tục được. Nó khỏe thì khỏe đấy nhưng mà cái chịu kiểu chịu cặn là của nó là rất yếu. Được cái loại cá trắng là chịu cặn rất yếu, nó không như cá rô, cá chê, cá lóc rồi nhé. Nên mình nên thả bèo và cho nó làm trong nước rất tốt. Các bạn thấy là cá tương đối đều nhỉ? Mình nuôi ở đây là cũng khá nhiều nhá, nuôi cá rùa hồng khá nhiều. Độ phát triển tôi thấy là phát triển cũng tương đối tốt. Với cá rùa hồng thường người ta nuôi từ 5 đến 6 tháng mới được xuất cơ. Đây mình mới nuôi được hơn 1 tháng thì cả cái hồ này mới nuôi được hơn 1 tháng đây. Phát triển rất là khỏe nhé. Thì các bạn cứ nếu mà con nuôi cứ áp dụng theo cái cách của tôi vừa chia sẻ, bởi vì tôi thấy là cũng tương đối đạt, cá không hề chết, không hề hao hụt. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho tôi để tôi cái video sau tôi sẽ nói thêm vào cái cách nuôi cá rùa hồng cho các bạn tham khảo nhé các bạn. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.